Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Dinh Lê và Hoàng Thùy Linh Đích Thị là cặp đôi tin đồn nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ công chúng. Dù lộ bằng chứng hẹn hò tới 1.000 một lần, nhưng cả hai đến nay vẫn quyết giữ im lặng, đồng thời có thái độ trừng mực với nhau ở chốn đông người. Tuy nhiên, trong live show của Mỹ Tâm diễn ra vào ngày hôm qua, ngày 25 tháng 4, Hoàng Thùy Linh và Dinh Lê đã không ngại tương tác nhiệt tình ngay trên khán đài thậm chí mới đây giọng ca để mỹ nói cho mà nghe còn công khai đăng ảnh kề cận bên dinh lê được chụp vào tối qua khoảnh khắc hội ngộ trung khung hình của cặp đôi tin đồn còn khiến cho cả đông nhi và ông cao thắng bị lu mờ hoàn toàn vậy mới nói hoàng thùy linh với dinh lê đúng là ví dụ điển hình cho câu nói tình trong như đã mặt ngoài còn e hoàng thùy linh đăng ảnh chụp cùng dinh lê vợ chồng ông cao thắng và đông nhi cũng đành nhường spotlight Hoàng Thùy Linh và Diêm Lê luôn sát cánh trong đêm live show của Mỹ Tâm. Dù chưa từng công khai nhưng từ lâu các fan đã luôn phải gato vì độ tình tứ của cả hai. Liên tục lộ, hình, tình cảm nhưng chẳng biết bao giờ cả hai mới chính thức chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt này với công chúng. Ảnh, Instagram nhân vật